Hello, con bắt mày xin lỗi Star Sky nữa không? Các bạn có một phá từ cái đầu tiên nha. Về đi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ hai. Let's go. Ok. Thank you.
What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Thank you.
Okay, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Chụp phát hồ bà. Slenderilla, the school. Let's go. Thank you.
Ở đây thì các bạn sẽ biết được là con ma trong trò này là ai. Đó chính là một cháu về nó thường dậy trong ngôi trường này và đã chết một cách rất là bí hiểm, không biết lý do gì. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ game thứ 5, How of Slenderia. Ngôi nhà của Slenderia.
quán này để các bạn xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà này. Sau đó thì sẽ tìm những món đồ và tổ thất của nó đây. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng tiếp theo. Oh my god. Và lại sao nào? Ready. Chapter 1. Sẽ phải tìm 6 món đồ. Oh my god. Đây là một món đồ. Joey, what were you doing? Ok.
cầu thứ hai. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay. So okay, that's all of them. Và 6 món đồ này các bạn sẽ đặt vào 6 cái trụ. Khi đó thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Ok, và mình sẽ chuyển sang tới cái tiếp theo. Slenderia, Zosella. Thank you.
Oh my gosh. Sẽ đi ngoài hành lang. Khi gọi vào trong căn phòng thì nó sẽ không vào được bên trong và nó chỉ đi ra ngoài thôi. Và khi các bạn gặp nó thì các bạn chỉ cần vào một căn phòng đó thì các bạn sẽ thoát được khỏi con ma sự bám đuổi của nó. So, và trong game này muốn vượt qua được đó là các bạn phải đi tìm tất cả 20 túi tiền. Chuyển sang tựa game tiếp theo, Slender Granny. Chiếc búa chúng ta chiến sĩ ở đây rồi.
giật mình. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tập game From. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.